Xem bạn ấy mổ nhá. Mọi người xem bạn ấy mổ. Nhiều. Hí. Ui. Giật mình luôn. Hí. Hí. Ui. Giật mình luôn. Giật mình luôn. Giật mình luôn. Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đi làm cái lồng cho bạn nhện nha mọi người. Ở hôm qua bắt về thì mình cũng có tìm hiểu thì đó là cái loại nhện hùm nha mọi người. Là một trong những cái loài nhện khổng lồ ấy. Mình sẽ đi làm nhà cho bạn ấy nhé. Đây là bạn nhện của chúng ta nha mọi người. Hôm qua mình không có máy quay nên quay không có được. Do không, hôm qua không có cái chân máy, không dám quay lại gần, cầm điện thoại mà quay gần nó chích cho một cái thì mệt. Đây là nhện, bạn nhện đấy mọi người. Đấy. Mình thì không thấy cái mắt đâu, không biết phải trên nhện đầu là cái mắt không, mà có tìm trên mạng thì bảo cái mắt nó có 8 mắt mà mình đâu có thấy mắt đâu. Đấy. Người nhìn xem. Đừng có mổ ô camera nhé. Đây mọi người, cận cảnh. Đây, coi cận cảnh bạn nhện của chúng ta. Nhìn rất là phong độ, hầm hố. Rất là đáng để sưu tầm nha mọi người. Đấy. Đẹp không cần chỉnh luôn. Chuẩn không cần chỉnh. Thế. Oai vệ chưa? Rất là oai phong hùng dũng mọi người. Giờ mình đi làm cái chuồng cho bạn ấy. Làm cái nhà của bạn nhện như vậy. Đơn giản vậy thôi. Bằng cái mình tận dụng cái chai, cái can đựng dầu ăn mọi người. Rồi mình sẽ đổ đất vào. Đất thì mình thấy đất thì trộn đất với cả sơ dừa, lá cây, lá khô. Rồi mình sẽ đổ vào. Đây là làm và bỏ vào làm cái nhà, cái hang ấy, giống như cái hang hôm qua mình đào ấy. Cho nhện chui vào cho nó trốn. Vì dòng cái dòng nhện này nó ăn ban đêm nên nó cần, nên nó phải cần tránh ánh sáng nhiều. Đèn cái phần trong này lại. Đèn cho chặt cái chỗ hang như vậy. Sao? Đơn giản vậy thôi. Đây là ngôi nhà của bạn nhện nha mọi người. Đấy.
Đây là chiếc hang của bạn nhện. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Chắc chắn không, nhiều khi di chuyển nó nhà nó sập sạch. Thế thôi. Mỗi lần cho ăn mình sẽ bỏ đồ ăn vào đây, để bên ngoài thôi. Xong mình sẽ quay lại cảnh nhện nó ra săn, nhưng mà nhện ra săn mồi nhé. Rất là háo hức khi nhìn cảnh nó ra săn mồi mọi người. Rồi để mình đi cho bạn nhện đi vào trong nhà mới. Đây bạn nhện của chúng ta. Giờ mình sẽ chuyện bạn ấy vào trong hang. Nào. Vậy thôi. Ôi dồi. Chân, các cái giác chân rất là khỏe mọi người. Ui. Mình kéo mà không lên đâu. Nào. Đây bạn ở đi. Lúc mới ra hung. Giờ cũng hết rồi. Nhanh. Ấy. Ui. Giật mình luôn. Ấy. Ừ. Xem bạn ấy mổ nhá. Mình sẽ xem bạn ấy mổ. Rồi, mình sẽ chuyển bạn ấy vào trong nhà mới. Rồi. Đây là nhà mới của bạn nhện nhá. Rồi lát nữa mình sẽ đi bắt châu chấu hoặc là bắt dế. Bạn ấy thích ăn dế mọi người. Bạn ấy tên là Tarantula. Vậy là xong nhà của bạn Tula nha mọi người. Bạn ấy là nghe tên tiếng Anh là Tarantula. Nghe rất có vẻ Tula, đang giống như Tula địa ngục trong mấy cái chuyện kiếm hiệp cho mọi người. Nghe rất là kêu. Hoặc là tiếng Việt là nhện hùm. Ngài cũng gớm mọi người, nhìn nước rất là mạnh mẽ. Rồi. À, đây là ngôi nhà của bạn Tarantula. Rồi, clip mình giới thiệu nhà của bạn ấy đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.